Hello mọi người, đây là chiếc TV Sony OLED model ra mắt năm 2023 nha mọi người. Mã model là 55A80L nha. Đây là dòng TV cao cấp của Sony nha mọi người. Màn hình OLED thì cho ra hình ảnh và âm thanh rất là chân thực nha. Thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành cài máy và trải nghiệm thực tế cho mọi người xem nha mọi người. Dòng này thì bên cửa hàng mình vừa mới nhập về nha. Số điện thoại của tổng đài bên hệ thống bên mình là 1900 2628 nha. Còn số điện thoại cá nhân của mình là 0949 540 161 nha mọi người. Thì ai mà muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình nha, hoặc là điện lên tổng đài của điện máy Chợ Lớn bên mình nha mọi người. Thì bên điện máy Chợ Lớn bên mình nhận giao hàng tất cả các khu vực có điện máy Chợ Lớn thì bên mình đều giao hàng được nha mọi người. Ví dụ như các bạn ở Cần Thơ, các bạn có thể điện cho mình nha. Mình tư vấn xong, các bạn có chốt đơn thì mình sẽ gửi đơn về kho ở Cần Thơ thì mấy bạn ở Cần Thơ sẽ giao hàng cho các bạn nha. Đây là dòng TV mà chạy cái hệ điều hành là Android nha mọi người. Nhưng mà hiện tại là đã up lên cái bản là Google TV rồi nha. Rất là mượt nha mọi người, giọng nói sử dụng rất là tiện nha. Thường thì những dòng TV mới về shop mình sẽ tiến hành cài và cài luôn cái bản demo cho khách xem đó mọi người. Android thì các bạn cài và cho nó update tầm khoảng 15 phút thì nó mới sử dụng được nha mọi người. Sau khi cài đặt xong nó sẽ hiện cái bản update lên, các bạn chờ cho TV nó update xong. Tùy theo điều kiện mạng của gia đình nha, thì các bạn để cho máy nó tự động chạy tầm khoảng 10 đến 15 phút là nó sẽ hoàn thành nha mọi người. Màn hình của OLED rất là đẹp nha mọi người. Đây là quá trình mà đang cài đặt ứng dụng này nha mọi người. Thì cái trong quá trình này nó tầm khoảng 10 đến 15 phút nha, tùy theo điều kiện mạng của mọi người nha. Mẫu này thì giá bán nó rơi tầm vào khoảng 30 mấy nha mọi người. Hiện tại thì bên mình không có để giá bán được nha, tại vì giá bán bên mình nó thay đổi lên xuống nha. Thì bên mình có hỗ trợ trả góp lãi suất 0% luôn nha mọi người. Đây là giao diện chính của TV sau khi cài đặt xong nha mọi người. Đây là clip YouTube mình đã mở rồi, mình mở lại nha. Thì nó sẽ chạy tiếp cái đoạn mới thì luôn nha mọi người. Chạy rất là nhanh, rất là mượt nha mọi người. Hình ảnh rất là đẹp nha, rất là tuyệt vời nha mọi người. Đây là dòng TV OLED mới nhất của Sony nha mọi người, ra mắt năm 2023 nha. TV Sony là công nghệ của Nhật nha mọi người, sản xuất và lắp ráp tại Malaysia nha, bảo hành 24 tháng nha. Đây là clip thực tế mà mình test trên YouTube cho khách xem nha mọi người. Dòng này có cái bộ âm thanh rất là rõ nha, âm thanh rất là chân thực luôn nha mọi người. Đây là một phân cảnh quay vào ban đêm nha mọi người. Chắc mọi người biết cái kênh của anh này á, kênh YouTube của anh này nè, mình cũng hay xem kênh YouTube của anh này lắm nha. Ảnh quay rất là chân thật nha mọi người. Hiện tại thì có một số kênh YouTube đa phần là khách người ta quay 4K hết mọi người, cho nên các bạn sắm một cái TV 4K vậy các bạn xem nó sẽ thực tế hơn nha. Thì trên Google TV nó sẽ có rất là nhiều ứng dụng cho các bạn trải nghiệm nha, từ ứng dụng đọc báo cho đến ứng dụng xem đài nha mọi người. Rồi mình có để số điện thoại của mình trên màn hình nha, 0949 540 161, đồng thời là số Zalo của mình luôn nha. Bạn nào muốn mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp với mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.